Này, em gái đã hẹn hò chưa? Có muốn thử với anh không? Trong quán net có hai tên lưu manh đang trêu ngẹo Minhi. Minhi rụt rè trả lời hắn rằng không được. Tên lưu manh tức giận nói, thế giờ cô có thể làm được cái gì, ngoài việc ăn thì làm được cái gì? Hyejin ngồi bên cạnh không thể chịu được nữa, cô gạt tay hắn ra, để tôi. 11 giờ đêm, Hyejin tâm trạng bất an đến khách sạn, nhân lúc người đàn ông đang tắm, cô len lén mở cửa. Lúc sau, hai tên lưu manh nãy cũng đột nhập vào phòng. Người đàn ông biết mình đã gặp chuyện chẳng lành, sống chết cũng không nói mật mã thẻ ngân hàng cho bọn chúng. Trong lúc hỗn loạn, người đàn ông bị đập đầu vào thành giường, máu nhuộm đỏ cả khăn tắm, và họ biết mình đã gặp phiền phức lớn. Hai tên côn đồ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tẩu thoát. Ngày xưa, Minhi và Hyeji đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, nhưng ít ra bọn họ sống trong một tầng hầm và hàng ngày cũng có phần ăn. Nhưng hiện tại, cả hai gần như đã rơi vào bước đường cùng, Minhi đã dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua đồ ăn rồi. Đột nhiên, Hyejin nhìn thấy thông báo mất tích của một người trên hộp sữa. Tìm kiếm người cháu gái đã mất tích Lee Hyeji, phần thưởng lên đến 10 triệu won. Chuyện gì thế này? Đây là chuyện đã từ 12 năm trước. Trên bãi biển Jeju, Hàn Quốc, cô bé đã hỏi bà của mình. Bà ơi, là biển rộng hơn hay là trời rộng hơn, là biển cháu ạ? Vậy bà đã đi đến tận cùng của biển cả hay tận cùng trời xanh chưa? Không cần đi cũng biết cháu ạ. Sống đã lâu như vậy, có những chuyện tự nhiên sẽ biết. Người cháu gái tên là Hyeji, sống cùng với bà Chun. Bố Hyeji đã mất rồi, mẹ thì cũng tái hôn, nhưng cô bé không đau buồn vì bà vẫn luôn bên cô. Một hôm bà phải dậy nửa đêm để giúp con lợn vừa rơi vào hố ga. Con lợn mất nết này luôn đi lang thang ở dưới khi cô đi vệ sinh. Hyeji không thể rời khỏi bà mình và bà cũng thế. Ngày nọ bà đã đổi một con cá trê để lấy một hộp bút màu cho Hyeji. Hyeji rất thích vẽ tranh, cô bé thường vẽ lên băng ghế, ở trên bức tranh vẽ cánh đồng hoa cải dầu vàng. Thời gian dường như trôi chậm lại, từ từ biến thành một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, nỗi đau mất cha cũng phai mờ dần theo cuộc sống. Nhìn nấm mồ đã xanh màu cỏ, Hyeji chỉ nói chuyện chứ không buồn rầu. Về đến nhà, Hyeji đã vẽ bức tranh chân dung cho bà của mình, trời đã muộn rồi, nhưng tóc của bà vẫn chưa được tô xong. Nhưng ngày mai đi chơi rồi, Hyeji đành để bút chì màu vàng vào cặp của mình. Ngày hôm sau, bà đưa cháu gái đi đến chợ. Hyeji chọn cho mình một chiếc vòng đeo tay xanh đỏ. Người trong chợ đông đúc, Hyeji phải bám vào quần áo của bà nội, nhưng bà vừa quay đi một lúc thì đã không thấy Hyeji đâu nữa. Bà như cảm thấy thế giới quay cuồng, Hyeji của bà đã mất tích rồi. Trước mắt một cái 12 năm đã trôi qua, bà đã già hơn nhiều. Suốt mấy năm qua, bà vẫn luôn đi tìm người cháu gái của mình. Anh chàng môi giới thường xuyên đến nhà bà để thuyết phục bà bán nhà. Bà bán nhà đi thì bà không cần phải khổ nữa, nhưng nói thế nào bà cũng không bán, vì nếu bà bán nhà đi rồi thì Hyeji sẽ không tìm thấy nhà mình. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, Hyeji cũng được tìm thấy. Người của cục dân chính nói với bà rằng, năm đó Hyeji bị mẹ cô đưa đi. Nhưng sau này, mẹ Hyeji bị tai nạn giao thông qua đời rồi, cha dựng từ bỏ quyền nuôi nấng và gửi Hyeji đến trại trẻ mồ côi. Sau khi làm hết những thủ tục, cuối cùng bà cũng đã gặp lại Hyeji. Hyeji vẫn đeo chiếc vòng xanh đỏ ngày xưa, khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng trôi. Bà nội nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lên khuôn mặt vừa trẻ trung lại nhưng lại xa lạ, nước mắt vỡ òa lan dài trên gương mặt già nua của bà. Bà không ngừng lặp đi lặp lại, quay về là được rồi, còn sống là được rồi. Nhưng Hyeji lại không một chút vui mừng hay xúc động gì cả, đôi mắt ấy né tránh đầy ngượng ngùng và bối rối. Về đến nhà, bà dường như được trẻ lại, tràn đầy sức sống, sau một ngày đầy vất vả nhưng trên mặt bà lại thật hạnh phúc. Hyeji trở vào căn phòng quen thuộc của mình, đặt chiếc bút màu vàng mang theo nhiều năm bỏ vào hộp. Tối đó, bà sắp xếp một bữa tối kỷ niệm, ánh sáng ấm áp, thức ăn ngon. Những đứa con hạnh phúc, tiếng cười nói sảng khoái. Còn Hyeji chỉ quan tâm đến ăn uống, mọi thứ trở lại như ngày xưa. Nửa đêm, Hyeji thức dậy và đi vệ sinh. Bà vẫn như ngày xưa lo cho cháu, làm dọa Hyeji giật mình. Ngày hôm sau, Hyeji gọi điện cho Minhi. Minhi nói với cô ấy rằng người đàn ông bị họ tống tiền vẫn chưa chết. Nhưng ông chủ khách sạn lại uy hiếp với họ, buộc họ phải nộp tiền không thì sẽ báo cảnh sát. Hai tên lưu manh kia đổ mọi trách nhiệm lên người họ. Sau khi ngắt điện thoại, Hyeji mặt đầy lo lắng. Ngày hôm sau, Hyeji đến nhập học, nhưng Hyeji chưa từng đi học, nhất thời chưa thể thích ứng được. Vào giờ mỹ thuật, giáo viên bảo học sinh tự do vẽ, nhưng Hyeji không biết vẽ cái gì, cho nên giáo viên bảo cô cuối giờ ở lại. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tranh của Hyeji vẫn trống trơn. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì son của cô đột nhiên rơi xuống đất. Hyeji dường như nhớ ra gì đó và bắt đầu vẽ. Vẽ xong thì cô rời đi. Giáo viên cầm bức tranh của cô lên, đó là bức tranh buổi tối màu đỏ được tô son, lộng lẫy và đẹp đẽ. Bữa tối, bà nội lọc xương cá cho Hyeji, lại đích thân đút cho Hyeji ăn, cứ như thể cô vẫn là đứa trẻ. Tuy Hyeji cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cô vẫn nhận sự chăm sóc tỉ mỉ này. Hôm sau, giáo viên mỹ thuật cho Hyeji tham gia vào nhóm nghệ thuật, như thế thì cô bé cũng không cần học những môn khác. Nhưng lúc này, trái tim của Hyeji luôn nghĩ đến những chuyện ở ngoài. Nhìn những ánh sáng len qua lá cây, cô không quen với ánh nắng ấm áp như vậy. Sau cùng, Hyeji lại gọi điện cho Minhi, nhưng điện thoại của Minhi bị tên lưu manh kia cướp lấy. Tên khốn này vừa mở miệng đã đòi tiền cô, lại còn khống chế Minhi. Nghe tiếng hét của Minhi, Hyeji bất an đầy lo lắng.
Cùng lúc đó, dân làng cũng lần lượt phàn nàn, Hyeji bây giờ không còn ngoan nữa, ăn mặc cũng không thích hợp, nói chuyện cũng không lễ phép, con gái lại đi hút thuốc. Nghe thấy mấy lời này, bà tuy có cảm thấy chút buồn, nhưng vẫn bênh vực cho Hyeji. Bởi vì Hyeji đang bị uy hiếp tiền, cho nên luôn trong trạng thái bất ổn, nên chẳng thể bình tâm mà học vẽ. Nhìn thấy bộ dạng này, giáo viên mới tức giận chất vấn, em cứ như vậy thì cuộc đời sau này của em. Vừa nói thầy vừa mang ra rất nhiều hộp quà, đây đầu là đồ mà bà đã tặng cho thầy. Táo tàu, tảo hẹ và rượu nhân sâm, chính là vì muốn cháu gái an tâm học vẽ. Xem ra có lẽ em ngày xưa mắc nhiều sai lầm, nhưng quãng thời gian sai lầm ấy, em xem nó là thuốc độc hay thuốc giải. Tất cả đều là do em lựa chọn, nhưng bà của em thì vẫn luôn cố gắng, em ít nhất cũng nên thử xem sao. Nghe những lời này trái tim Hyeji có chút cảm động, nhưng cô cần phải giải quyết khó khăn trước mắt. Mấy ngày sau, thị trấn tổ chức lễ ban phước thường niên, bà nội lòng vẫn luôn cầu nguyện cho Hyeji ở bên sông. Long Vương, xin người hãy phù hộ cho cháu gái của tôi bớt đau khổ và có cuộc sống tốt. Còn Hyeji lúc này thì lục lọi tìm sổ tiết kiệm của bà, đến ngân hàng rút tiền rồi đưa tiền cho bọn lưu manh. Bà phát hiện không thấy sổ tiết kiệm đâu liền báo cảnh sát, cô nhanh chóng về nhà, vẻ mặt đầy lo lắng bồn chồn, sau đó cô lao nhanh về phòng trả lại sổ tiết kiệm. Chuyện này bị chú hàng xóm nhìn thấy rồi, nhưng chú lại không biết nên nói như nào với bà, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta thì bà cũng hiểu hết. Chiều tối, thấy Hyeji đang đứng bên biển hút thuốc, bà liền đi tới, bà tự mình hút một điếu, nghiêm túc hỏi cháu gái. Hyeji à, biển lớn hay là trời lớn hơn? Hyeji không nghĩ mà nói luôn, đương nhiên là trời rộng lớn hơn. Bà đột nhiên an tâm hơn, bà bình tĩnh nói, dù cuộc sống có mệt có khổ, chỉ cần có một người luôn bên mình là đủ rồi, đây mới là cuộc sống, bà tình nguyện làm người như vậy, chỉ cần cháu cứ sống thật tâm của mình là được. Bà sẽ vì cháu mà làm bất kể chuyện gì. Bà nói không nên lời, bà cứ như một nhà thông thái có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. Những lời nói êm đềm, đầy yêu thương chảy vào tim Hyeji. Quay đầu nhìn lại bà, thì ra bà đã già đến như vậy rồi. Cô quyết định bày tỏ với bà, công cụ đầu tiên chính là bút vẽ. Nhìn thấy bà vất vả làm việc dưới nắng, Hyeji cẩn thận xoa kem chống nắng cho bà. Đây là lần đầu tiên từ lúc quay về cô quan tâm bà như vậy. Bà nở nụ cười thật ấm áp, những nếp nhăn xuất hiện dày đặc trên mặt bà. Để bước vào thế giới của bà, Hyeji quyết định trở thành thợ lặn. Cô nắm tay bà cùng nhau lặn xuống biển, họ bơi giữa lòng đại dương, xung quanh đầy những con cá màu sắc sặc sỡ. Không lâu sau, Hyeji đã vẽ cho bà một bức chân dung. Sau khi nhìn thấy bức tranh này, thầy giáo vô cùng ngưỡng mộ tài năng của cô. Thầy quyết định cho Hyeji tham gia cuộc thi vẽ ở Seoul, nhưng người cha dượng đột nhiên xuất hiện đòi tiền Hyeji. Hyeji rất muốn thoát khỏi ông ta nhưng cha dượng giống như kẻ vô lại vậy. Nếu cô không đưa tiền cho thì ông ta sẽ chỉ còn cách đi gặp bà. Hyeji chợt nghĩ, sống cuộc đời như vậy thà chết cho xong. Ngày mai cô ấy phải lên Seoul thi rồi. Đợi bà ngủ say, Hyeji gỡ bức tranh vẽ dang dở xuống, cô cầm bút màu vàng tô vào tóc của bà. Hôm sau, bà đưa Hyeji đến sân bay. Lúc sắp đi, Hyeji đưa cho bà lọ kem chống nắng, bảo bà đừng tiết kiệm mà dùng nhiều vào. Đến Seoul, Hyeji đưa tiền cho cha dượng, tiền là do cô ăn trộm của bà mà có, cô sợ cha dượng sẽ làm hại bà nên chỉ có cách này. Cuộc thi đã kết thúc nhưng lại không thấy Hyeji đâu nữa. Cô để lại lời tờ giấy, bên trên có viết: "Thầy giáo, tiêu đề của bức tranh này là lời thú tội. Tuy làm như vậy là vô liêm sỉ nhưng em xin thầy. Thầy ạ, em vẫn thấy ánh nắng đối với em thật xa lạ." Không lâu sau, bác hàng xóm đưa tờ giấy xét nghiệm quan hệ bà cháu cho bà. Trên giấy viết rõ Hyeji không phải là cháu của bà có lẽ biết chuyện đó từ lâu nhưng bà vẫn không tin. Lúc này Hyeji đến chỗ hẹn với Minhee, nhưng cậu ấy không thấy Minhee mà lại là hai tên lưu manh kia, bọn chúng cướp lấy túi của cô và bắt đầu đánh cô. Đúng lúc nguy cấp này, cảnh sát đến kịp thời, hai tên lưu manh cùng với Hyeji bị đưa đến đồn cảnh sát. Bà nghe tin đến đây, nhìn thấy cô gái trước mặt vội vàng hỏi. Có người nói cháu không phải Hyeji nhưng bà không tin. Cháu nói cho bà nghe, cháu chính là Hyeji. Cháu nhìn bà đi, nhìn bà đi. Nhưng cô gái nghẹn ngào liên tục nói xin lỗi. Bà choáng váng, liên tục lẩm bẩm. Vậy thì Hyeji của tôi đâu, Hyeji của tôi đâu? Ngay sau đó cha dượng của cô gái cũng bị bắt lại. Cô gái cứ lẩm bẩm, Hyeji đó đã chết rồi. Năm đó, Hyeji bị mẹ đưa về nhà, nhưng cậu ấy vẫn luôn muốn đi gặp bà. Mẹ và cha dượng cũng có người con gái riêng, Eunju. Vì thế mẹ đã chủ động đưa Hyeji về, cha dượng cực kỳ tức giận và họ cãi nhau trên xe hơi. Sau vụ tai nạn ô tô, cả mẹ và Hyeji đều tử vong tại chỗ, Eunju và cha cô may mắn sống sót. Trong bệnh viện, cha dượng muốn con gái Eunju sống thay thế Hyeji, bởi vì sau này có thể lừa tài sản của bà Hyeji. Nghe tin dữ như vậy, bà nội liền ngất xỉu xuống đất. Eunju thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong tù, cô luôn nghĩ về những điều Hyeji đã nói với cô, kể về con lợn trong nhà vệ sinh, kể về bút chì màu vàng và bức tranh còn vẽ dang dở. Những câu chuyện này thật ấm áp, cô ấy thật sự hy vọng mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Mất đi bà khiến cô giống như người mất hồn vậy. Một hôm, giáo viên mỹ thuật tìm gặp bà, nói với bà Eunju đã giành được giải thưởng lớn, nhưng bà không muốn nhìn. Sau khi thầy đi rồi thì bà mới mở ra xem, trên bức tranh ấy vẽ người bà đang nắm tay hai đứa cháu. Từ biển lớn bơi lên trời xanh, đây chính là lời thú nhận của Eunju. Đôi mắt ngấn nước, bàn tay từ từ sờ lên bức tranh, rồi lại nhìn lên bức tranh treo trên tường.
Đột nhiên bà thấy tóc bà được tô màu lên rồi, Eun U đã thay Hye-ju hoàn thành tâm nguyện. Cô ấy dùng cái bút từ lâu, vẽ tóc bà thành màu vàng. Một năm sau, Eun Su ra tù, cô ấy tìm một công việc, sống một cuộc sống tự lập. Hôm đó, bác hàng xóm nhìn thấy Hye-ji, ông ấy nói với Eun Su, bà nội mắc bệnh rồi, họ cũng chỉ còn cách đưa bà vào viện chữa bệnh. Bắt đầu từ tuần trước, họ lại không thấy bà đâu nữa. Eun Su lật lại tờ giấy tìm người năm nào, cô đi đến nơi năm xưa mà Hye-ji mất tích, cô ấy tin rằng bà nhất định sẽ đến đây. Cô ấy cầm ảnh của bà, đi tìm trong đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy, giống hệt như năm đó bà đi tìm Hye-ji, nhưng cũng không có được tin tức gì. Một tuần không thấy bà rồi, trái tim Eun Su chợt trùng xuống, nhưng chính lúc này, cô ấy chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hye-ji cùng bà về nhà nào. Cô ấy vội gọi to tên bà vừa quay người. Một người sạch sẽ như bà mà lại trở nên nhếch nhác như vậy, chả trách không có ai nhận ra bà, sống mũi cay cay, cô lao nhanh về phía bà. Bà nhìn cô ngây người, rồi cứ lẩm bẩm, Hye-ji, cháu của bà, con của bà tìm cháu lâu lắm rồi. Giờ cháu đừng đi đâu nữa, cứ ở bên cạnh bà mãi được không? Rất nhanh, Eun Su trở về căn nhà nhỏ của bà. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, căn nhà nhỏ cuối cùng trở lại như xưa, nhìn lại căn nhà quen thuộc, gặp lại những người xưa, bà dường như nhớ ra điều gì đó. Xuân đi đông đến, Eun Su lặng lẽ ở cạnh bà. Hôm đó bà đột nhiên vẽ màu lên mặt Eun Su. Eun Su chợt cảm thấy ấm áp, bà chắc hẳn nhớ lại việc bôi kem chống nắng ngày trước, đó là sự thân thiết của hai bà cháu. Tiếp đó họ cùng nhau đến bờ biển, bà nhắc đi nhắc lại, biển lớn hơn trời. Eun Su dựa vào lưng bà thật gần, bà thì thầm nói với cháu bởi vì bà là biển của cháu. Tối đến, Eun Su hỏi chú hàng xóm, là biển rộng hay trời rộng hơn? Chú liền trả lời, đương nhiên là trời rộng lớn hơn rồi. Eun Su chỉ vào bức tranh và nói biển rộng lớn hơn, bởi vì biển lớn kia bao trọn cả bầu trời. Tối đến, Eun Su mở đài lên nghe, trong đó là giọng nói của bà. Từ lâu bà đã sớm biết cô không phải Hye-ji, nhưng bà vẫn không muốn tin. Bà cũng từng nghĩ, nếu như trước lúc chết, bà không biết đó có phải là cháu bà hay không, thì có phải tốt hơn, không như thế, thì cháu chính là cháu bà. Cũng không cần tin hay không, cháu vẫn là cháu bà. Cháu à, cả đời bà uống nước biển mà sống, cháu nhất định phải sống tốt hơn bà. Cả đời bà vất vả, đến cuối đời gặp được cháu, cũng là điều hạnh phúc lắm rồi. Nghe đến đây, Eun Su sớm đã bật khóc rồi, bệnh của bà càng ngày càng nghiêm trọng, không còn sống được bao lâu. Bà sờ mặt Eun Su, bây giờ bà muốn đến gặp Hye-ji. Cháu nhất định phải sống thật tốt, đừng suy nghĩ linh tinh, cháu đến bên bà làm cháu của bà, khiến bà xúc động lắm. Vừa nói xong bà liền nhắm mắt, linh hồn của bà biến thành một con bướm, bay vào cánh đồng hoa cải dầu, giữa những bông hoa vàng. Bà gọi to và cứ đi tìm. Hye-ji từ trong cánh đồng hoa chạy đến, bà ôm cháu vào lòng, nhẹ nhàng hôn cháu gái. Cháu nhớ bà lắm đúng không? Vâng, cháu nhớ bà lắm. Từ giờ bà sẽ không đi đâu nữa nhé, được rồi, bà sẽ bên cháu mãi. Đây là tác phẩm của đạo diễn Yoon Hong Seong năm 2016. Phim đề về tình cảm đậm sâu của hai bà cháu. Nhìn thấy bà, tâm trí của cô chợt nghĩ đến đoạn văn do Angkor viết trong Little Women. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má, trái tim lo lắng ngày càng trở nên nhân hậu và ấm áp. Bà đã được hạnh ô hực sau bao đau khổ rồi. Bà nói, cho dù cuộc sống này có khổ đau, có mệt mỏi, chỉ cần có người luôn bên cháu vậy là đủ rồi, thế mới là cuộc sống. Cháu nghĩ mà xem, cuộc sống thật sự là như vậy đấy. Những đau khổ ta phải chịu, những giọt nước mắt rơi và những con đường ta đã đi. Mục đích cuối cùng là có một người luôn bên ta. Vấn đề duy nhất của chúng ta là, có rất nhiều lúc chúng ta lại không đủ quyết tâm. Sống lâu như vậy, nhiều thứ tự nhiên sẽ hiểu ra. Đối với bà, Hye-ji chính là người luôn bên cạnh bà, vì vậy bà nguyện vì cô mà làm bất kể chuyện gì. Đời người khổ đau như vậy, mỗi người chúng ta cũng nên có một người luôn ấm áp vỗ về, luôn hỗ trợ cho nhau và là nơi mình có thể dựa dẫm. Lời cuối, chúc tất cả mọi người đều có thể tìm được một người luôn bên bạn trong cả cuộc đời. Được rồi, hôm nay mình chỉ kể đến đây thôi.